Liên quan đến chùm ca nhiễm trong cộng đồng mới, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh đã quyết định phong tỏa toàn xã Phong Hòa, huyện Phong Điền theo chỉ thị 16. Đang trong thời điểm mưa bão nên các hoạt động kiểm soát gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt là cơ sở vật chất. Các lực lượng làm nhiệm vụ đang nỗ lực bám địa bàn để kiểm soát địa bàn và hỗ trợ cho người dân khu vực phong tỏa nhằm sớm đẩy lùi dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại xã Phong Hòa hiện đang có 6 chốt kiểm soát chốt chặn tại thôn Phước Tích, thôn Trung Cỏ Mè, chợ Ưu Điểm, tỉnh lộ 9, nhà máy Primer và cầu Thiềm. Lực lượng công an, y tế, đoàn viên và dân quân được huy động tham gia trực chốt, đảm bảo có mặt 24/24. Đang là mùa mưa bão nên công tác của các chốt gặp nhiều vất vả hơn, đặc biệt là về đêm trời mưa to khiến cho các thành viên trong tổ hầu như không nghỉ ngơi được. Chốt trực ở đây là 24/24 và chia làm 3 ca, một ca như vậy là 8 tiếng. Thì anh em trực ở đây thì mùa nắng thì rất đảm bảo, nhưng mà mùa mưa thì rất vất vả. Hiện tại thấy mấy chị lạng tài, hiện tại thì mưa là tạt ở hết. Hiện tại mưa to thì chốt thì vào ngồi trong chốt được. Mưa to cho nên anh em mang ở mưa cả tối ngồi đó. Thế thì mưa hai bên tạt ở cả nên công tác trực thì hơi vất vả, rất khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa bão này. Ở là đến thì đã mẹ anh chị lớn hơn rồi, còn chúng em thì chỉ trực cá đầu của ngày là từ 6 giờ đến 2 giờ chiều. Nếu như có mưa to thì chạy bộ nhà người dân thôi. Toàn xã Phong Hòa có 12 thôn với khoảng 8.000 dân. Việc phong tỏa theo chỉ thị 16 sẽ gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là việc mua sắm các nhu yếu phẩm cần thiết. Do đó, Ủy ban Nhân dân xã cũng đang tính đến nhiều phương án để có thể đảm bảo cuộc sống cho người dân trong thời gian giãn cách. Đối với người dân thì họ cũng đã sẵn sàng tâm thế đối phó với dịch bệnh, chấp hành tốt mọi quy định để chung tay cùng với chính quyền nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Nhưng mà khi chủ trương chỉ thị 16 thì kể ra toàn thể bà con chấp hành rất tốt, nghiêm, qua lại là có sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, mọi người dân đều chấp hành rất nghiêm. Riêng bản thân tôi thì nhà ở của xã ở cột mốc Phong Hòa, Phong Bình giáp danh, cho nên tôi cũng vẫn là giữ thật nghiêm, không đi lại về từ vô ra đứng đấy thôi, chứ còn mọi vấn đề là chấp hành. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn này chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vì mùa mưa bão đã đến. Các địa phương phải song song hai phương án chống dịch và phòng chống thiên tai. Mới chỉ là đầu mùa mưa nên ảnh hưởng chưa nhiều, nhưng về lâu về dài, những phương án tại chỗ mới sẽ cần phải tính đến để đảm bảo cho các khu phong tỏa, đặc biệt là phân chia lực lượng đảm bảo để vừa có đội trực chốt, vừa có đội hỗ trợ người dân trong lúc thiên tai.